Dự đoán One Piece chapter 1099, Kuma trở thành vua, tìm ra cách chữa trị cho Bonney. Sau chap 1096 với sự xuất hiện của Garp, Rock, Roger các kiểu, độc giả muốn hồi tưởng kéo dài càng lâu càng tốt. Vậy mà mới có 2 chap nữa khi mà không khí bỗng chốc trầm lắng đầy tiếng thở dài. Cuộc đời của Kuma là những nốt thăng trầm rõ rệt. Nếu ai đó tin vào việc sống tốt sẽ được trời độ thì không có đâu nha. Chỉ có bất công luôn xuất hiện mà thôi. Một con người nhân từ tốt bụng theo dòng đời đã trở thành trai bớt vô nhân tính. Ở hiền gặp lành chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Người tàn ác thường sống thảnh thơi mà các bạn. Từ đâu mà cớ sự trở nên đau đớn như vậy? Hy vọng nào cứu được đứa con gái Bonney mắc phải căn bệnh oái ác vảy Saphire. Kuma sẽ làm gì trong chap 1099 tới đây? Cùng AD đưa ra một số dự đoán anh em nhá. Tiên liệu nhẹ đây sẽ là một chap suy nữa đấy. Lấy tinh thần triển thôi và get go. Kuma trở thành quốc vương Sobet. Cuối chương trước, thông tin cập nhật tình hình Sobet có vẻ cũng không được lạc quan. Sau nhiều năm, tên bạo vương Bekori đã trở về tàn sát dân lành, thậm chí hắn ra lệnh giết người ngay trong nhà của họ. Được sự hậu thuẫn từ chính quyền, Bekori làm càn làm quấy không coi ai ra gì. Kể từ sau khi mà quân cách mạng rời đi, Sobet chỉ còn lại duy nhất Kuma canh giữ và bảo vệ. Biến cố Zini chưa nguôi ngoai được bao lâu thì lại hay tin Bonney mắc bệnh khó trị. Nay thêm cả nhiệm vụ là dân làng rơi vào cảnh khốn cùng. Xem ra thì chap sau là một trận chiến nữa của Kuma phải căng mình để chống đỡ rồi. Sức mạnh của ông gấu theo mình vẫn chưa đủ sức để đối đầu với một đội quân hoàng gia đâu. Chỉ sợ tên Bekori nắm thóp chơi xấu các kiểu rồi Kuma yếu lòng thôi. Chẳng hạn như là dùng tính mạng dân lành để uy hiếp hoặc là bắt cóc Bonney để làm con tin, đe dọa và thả cô bé ra ngoài mặt trời để hứng chịu sự đau đớn. Dù có dùng mưu hèn kế bẩn, kết quả như chúng ta cũng đã biết rằng Kuma vẫn trở thành vua của vương quốc Sobet. Điều đó cho thấy ông đã thắng trong lần đối đầu trực tiếp với tên cầm quyền Bekori. Muốn hay không thì Kuma cũng phải thuận theo ý dân để trở thành người đứng đầu của đất nước, coi như sự bảo vệ an tâm dành cho dân chúng ở đây rồi. Với tính cách nhân từ, Kuma điều hành vương quốc người dân sẽ có được cuộc sống an cư lạc nghiệp hơn rất nhiều. Tất nhiên nằm ngoài vùng kiểm soát của chính phủ thế giới rồi. Cũng không phải đóng thuế hà khắc như trước nữa nhá. Chính vì điều này đã biến ông thành cái gai trong mắt của tổ chức liên hiệp 170 quốc gia. Những tên đứng đầu Marijoy nào có bỏ qua, chúng sẽ tìm mọi cách để bêu xấu, gài bẫy, ra điều kiện khiến Kuma phải chấp thuận để đóng thuế theo đúng quy định. Tại sao ông lại đồng ý, mình sẽ nói tiếp ở phần sau trong clip này nhá. Cách duy nhất cứu được Bonney. Dù chính phủ có thúc ép đe dọa kiểu gì, Kuma sẽ vẫn chống đối thôi. Ông muốn tự mình dùng sức mạnh để bảo vệ công lý bản thân. Đã nhiều lần nương tay nên Bekori mới có quyền làm tới. Tầm này thẳng tay tuyên bố chủ quyền để coi thằng nào dám bén mảng tới đây. Vừa điều hành vương quốc, Kuma thì vẫn không quên tìm cách chữa trị cho đứa con gái cưng của mình. Căn bệnh của cô thì cũng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những viên đá Saphire xuất hiện ngày một nhiều trên gương mặt. Đó thì cũng là thứ mà Kuma cố gắng an ủi và nói rằng nó giống như là châu báu của ông hơn là một cái gì đó đáng sợ. Đi khắp nơi tìm lang y với hy vọng nhỏ nhoi giúp được Bonney chữa được bệnh. Tất cả các bác sĩ đều lắc đầu ngao ngán bởi căn bệnh này thuộc vào diện cổ bệnh. Đáng lý ở thời đại bây giờ ấy, không thể nào xuất hiện nữa. Có lẽ thì nó liên quan tới bọn Thi Long Nhân được biết đến là yếu ớt từ lúc mà mới sinh ra. Nhắc lại thì vẫn cay vụ Zini quá anh em ạ. OTP đẹp đấy, Oda cho oẳng mất một người, miễn là cắt mày đau khổ. Bonney sống tốt cho đến hiện tại chứng minh rằng Kuma đã tìm ra cách để cứu được cô bé. Giống như Law, mình cho rằng trái ác quỷ Toshitoshi là cách duy nhất giữ được mạng sống của nữ hải tặc. Theo lời của bác sĩ, cô chỉ sống tới năm 10 tuổi thôi, tức là Bonney tận dụng năng lực thao túng tuổi tác để bản thân không bước vào độ tuổi chết chóc. Cho dù cơ thể cô có lớn lên nhờ trái Toshi, tâm hồn vẫn là một đứa trẻ y hệt như là Monosuke. Tuy nhiên nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì cũng chẳng đúng với tấn bi kịch mang tên là Kuma. Ngày trước để cứu Law, Rosinante phải hy sinh bản thân thì mình nghĩ rằng Kuma sẽ cũng trả một cái giá tương tự. Ông không chết, đúng vậy, nhưng sống không bằng chết mới là địa ngục với một con người nhá. Nếu chỉ đánh đổi bằng mạng của Kuma cho Bonney được sống thì quá dễ rồi.
chính phủ phải tận dụng tối đa cơ thể tộc Baskaner như đã thấy đấy, bởi họ nắm trong tay trái ác quỷ Toshitoshinomi mà Kuma đang rất cần lúc này. Điều kiện chính phủ đề ra. Tại sao chính phủ lại muốn giúp Kuma? Có hai lý do để dễ hiểu nhá. Thứ nhất, Bonnet dù sao thì vẫn là dòng dõi Thiên Long Nhân. Nếu có thể, họ sẽ vẫn dành một chút lòng nhân từ còn sót lại, coi như là nghĩa vụ với một Long Tinh đi. Trước đây Doflamingo dù từng đã bị ruồng bỏ nhưng mà vẫn có thể thỏa thuận với Ngũ Lão Tinh để làm giả tin tức hắn từ chức Shichibukai. Nên một người thuần dòng dõi quý tộc như là Bonnet thì cần được bảo vệ. Khi cô bị dâu đen bắt, thậm chí Akainu còn phải ra mặt đuổi cổ tít khỏi đảo. Tí thì răng thưa, can thêm trọng tội, đó là ấm dâu rồi. Tuy nhiên chẳng ai cho ai cái gì không cả. Chính phủ mới là kẻ nắm lợi thế trong vụ trao đổi này nhá. Việc họ sở hữu trái Toshitoshi chúng ta cũng có thể đoán được, nên Kuma phải đáp ứng điều kiện được đưa ra. Thứ nhất, ông phải chấp nhận làm những điều tàn ác như là một vị bạo chúa đích thực vậy. Đứng ra nhận hết tội lỗi mà Bekori đã từng thực hiện ở Vương quốc Sobet. Đó thì có lẽ là lý do mà ông bị đày đọa khỏi vương quốc và mang theo danh xưng là bạo chúa, một vị vua hung tàn. Thứ hai, Kuma phải trở thành vật thí nghiệm cho tiến sĩ Vekapang nghiên cứu. Bởi vì Aber thuộc tộc Runarian đã bỏ trốn, nên Kuma thuộc tộc Baskaner được xem là ứng cử viên phù hợp nhất. Chính phủ muốn sở hữu đội quân khoa học với những con cyborg mạnh mẽ, tuân thủ mệnh lệnh, nên họ muốn Kuma làm bản thí nghiệm đầu tiên với cái tên đó là PX0 nguyên mẫu. Việc Kuma trở thành thất vũ hải sau đó thì có thể cũng nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của chính phủ nhá. Khi phục vụ dưới trướng của những kẻ đứng đầu Marinjoy, họ tiện tay che giấu sự thật về quá trình nghiên cứu vô nhân đạo. Dần ra, cơ thể ngài bạo chúa được thay thế bởi các bộ phận máy móc, chỉ còn duy nhất là đoạn ký ức ở Punk Record là thật thôi. Và đó thì cũng chính là di sản cuối cùng ông để lại cho con gái của mình. Ngay từ lúc chấp nhận lời thỏa thuận từ chính quyền, Kuma thừa biết cuộc đời ông chấm dứt từ đó rồi. Tất cả giao lại cho thế hệ sau và hy vọng vào một tương lai tốt hơn dành cho nữ tặc siêu tân tinh. Ivankov bị bắt. Ở chép trước chúng ta cũng chưa được đề cập lý do Ivankov bị giam cầm tại nhà ngục Impel Down. Không có chuyện bà ấy chủ động xâm nhập nhà tù này để làm nhiệm vụ gì đó đâu. Gặp Luffy nói cho oai mồm thế thôi, tự dưng đang yên đang lành chui vào cái địa ngục ấy để làm cái gì? Bộc phét. Đéo tin. Ivan hẳn cũng rơi vào biến cố gì đó đấy, khả năng liên quan đến Bonnet, con gái của em mình, nên mới xảy ra biến cố ngoài sự ý muốn. Em gái đã chết, nếu có cơ hội được cứu cháu gái, Ivankov thì sẵn sàng dùng mọi phương pháp, thậm chí có phải đối đầu trực tiếp với chính phủ để giành lấy trái ác quỷ Toshitoshinomi. Theo mình ấy, cả Ivan và Kuma sẽ hợp tác cho nhiệm vụ khó nhằn lần này. Nhưng mà sau khi họ thất bại và nữ hoàng Okama bị bắt, thì Kuma bắt đầu chấp nhận những lời thỏa thuận. Dù hai chỉ huy cấp cao của quân cách mạng không hề yếu nhá, họ rất mạnh là đằng khác. Đổi lại tay sai của chính quyền toàn là những kẻ đầu trâu mặt ngựa, sức mạnh thì khủng bố thôi. Chỉ cần cử đô đốc hay là thánh hiệp sĩ ra tay là có thể dẹp loạn toán quân nổi loạn rồi. Đánh ở đâu cũng được, ngoại trừ đánh ở trên lãnh địa Marinjoy. Phần nào đó thì giải thích tại sao Kuma khi mà mất nhận thức thì vẫn có thể cố gắng tấn công thánh địa cho bằng được. Ivankov thì bị bỏ tù, mọt gông, quân cách mạng mất đi hai chỉ huy thân tín, một mình Dragon phải gánh vác toàn bộ chiến dịch trên khắp thế giới. Anh Long xứng đáng với danh hiệu người đàn ông nguy hiểm nhất. Kuma trở thành robot, Bonnet ra khơi. Có lẽ mãi về sau Bonnet mới biết được sự thật về căn bệnh của mình. Trước khi tiếp xúc với ký ức của Kuma, cô nàng vẫn nghĩ sau 10 tuổi căn bệnh sẽ dần trở nên tốt hơn, nhưng không. Chỉ có trái Toshitoshinomi với lời khuyên của Kuma dành cho Bonnet thì Bonnet mới giữ được mạng cho đến tận ngày hôm nay. Bi kịch của hai cha con thì vẫn chưa dừng lại ở đó nhá. Nữ tặc được cứu, tức là Kuma, phải nhận lấy cái giá đánh đổi tương xứng, chấp nhận trở thành vật thí nghiệm khoa học. Chapter 1099 có thể sẽ mô tả rõ hơn quá trình Vegapunk biến ngài bạo chúa thành một cỗ máy giết chóc hàng loạt không từ nhân đạo. Qua đó chúng ta cũng biết nhiều hơn về sức mạnh tộc nhân Baskaner. Ngoài vóc dáng như người khổng lồ, tại sao chính phủ lại chọn Kuma làm nguyên mẫu cho con robot của mình?
Về phía Bonnie, sau khi được chữa trị, cô bắt đầu thực hiện chuyến phiêu lưu như đã ước mơ từ trước. Bonnie trở thành hải tặc với cơ thể người lớn nhưng tâm hồn chỉ là một đứa trẻ chạc khoảng hơn 10 tuổi thôi. Để kèm cặp, hai người bạn thân của Kuma cũng phải đi theo phò tá cho nữ tặc và cũng không mất quá nhiều thời gian. Bonnie đã gây dựng tên tuổi với danh hiệu siêu tân tinh trăm củ, xuất hiện ở Sabaody. Hai cha con thì luôn ước mơ là sống một cuộc đời tự do. Niềm tin mãnh liệt của họ về thần mặt trời Nika chắc chắn ngày nào đó sẽ được đền đáp. Tại sao Kuma bảo vệ Luffy? Có một cái điều mà mình luôn thắc mắc rằng tại sao Kuma cứ nhất quyết muốn giúp đỡ Luffy, dù trước time skip Kulu chỉ là một hải tặc tân binh chưa có nhiều người biết tới. Ở thời điểm Bắc, ông nhận lệnh bắt giữ thuyền trưởng Mũ Rơm nhưng đã tha mạng và còn nói rằng Dragon, con trai của anh, có những người đồng đội tuyệt vời. Nếu chỉ vì mối quan hệ tâm giao mà Kuma 5 lần 7 lượt support Kulu thì hơi ảo nhá. Ông phải nhìn thấy điều gì đó ở Luffy chứ, được không nào? Đó phải là những truyền thuyết về thần mặt trời Nika, những gì mà Luffy làm được ở Enies tuyên chiến trực tiếp với chính phủ thế giới, như thể là thay mặt Kuma tát vào bụng má của chính quyền lúc đó vậy. Tiếp đến đó là chương Impel Down rồi Marineford. Kuma nhìn thấy hết nên ông mới quyết định ở lại để bảo vệ tàu Sunny. Có thể trong quá trình Vegapunk nghiên cứu về cơ thể Kuma, hai người họ đã nói chuyện về giai thoại Nika. Như các bạn đã biết, Nika tồn tại trong văn hóa các chủng tộc thần, bao gồm Ryurarian và Baskaner. Hay khi mà Vegapunk đọc rất nhiều tài liệu lịch sử, kể cả kiến thức về vương quốc cổ đại. Do đó, ông cũng không quá ngạc nhiên khi mà thấy Luffy hóa dạng Nika ở Ekhid. Luffy như thể là niềm tin duy nhất còn sót lại mà Kuma gửi gắm vào thế hệ tương lai. Ông đặt cược cả mạng sống chỉ để giúp băng Mũ Rơm có thể tiến đến tân thế giới một cách thuận lợi. Và trên đây, đó là video dự đoán One Piece chapter 1099. Ý kiến của anh em thế nào? Comment bên dưới cho mình biết nhé. Như thường lệ, sau đây là ba bạn may mắn lên sóng cuối mỗi video. Bạn Cường Anh, xem mấy chục năm rồi mà hôm nay mới comment một lần, không biết có được réo cái tên không? Ông thì chỉ được cái bức phét là giỏi thôi. Kênh tôi mới có chục năm, ông lại bảo xem là từ thời internet còn chưa có thì ảo quá rồi. Bạn Nguyễn Tiên 2K7, dạo này bận quá không xem AD được luôn. Bận gì thì nói luôn đi, buôn bán đồ hàng được không? Tôi báo công an đấy nha. Tiếp theo là bạn Ngọc Uyên Trinh. Hello anh Samsoi đẹp trai, ngày nào em cũng vừa tắm vừa nghe anh nè. Ô hay, anh là cái thú vui tiêu khiển của em hả? Tại sao không phải là vừa tắm vừa ngắm anh cơ hả? Rồi, và anh em thấy clip có hay không? Nếu có thì đừng ngại mà không ấn like, share, đăng ký kênh đồ nha. Nhớ làm đấy, không thì tôi dỗi không ra clip nữa đâu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bye bye.